613 Ngô Thủ, tên khác Ngô Thủ Du, họ Cam. Bộ phận dùng Quả thu hái vào tháng 9-10, lúc đang có màu xanh hay hơi vàng, chưa tách vỏ, đem phơi nắng hoặc xế khô. Khi dùng, lấy nước ấm 60-70 độ C, đổ vào hạt khuấy đến khi nước nguội. Làm như vậy 2-3 lần, rồi sấy khô, giã dập, dùng sống. Người ta làm giảm bớt tính mạnh của quả bằng cách thêm nước cam thảo và sau khi sấy khô có thể tẩm muối. Bảo quản ở nơi khô ráo, đậy kín để giữ mùi thơm có thể chế biến ngô thù theo y học cổ truyền như sau. Ngâm rửa, lấy quả ngô thù ngâm nước sôi hoặc nước ấm 60 đến 70 độ C đến khi nguội, gạn nước làm vài lần như vậy rồi sẽ khô. Chế cam thảo, ngô thù 10 kg, cam thảo 0,5 kg, nấu lấy nước cam thảo khi nước còn nóng cho ngô thù vào ngâm đến khi quả nứt ra, nếu chưa nứt quả đun thêm 5 phút, lấy ra phơi hoặc sấy khô, cũng có thể đun ngô thù và cam thảo với nước ngay từ đầu đến khi quả nứt. Sao dùng lửa nhỏ sao ngô thủ đến khi quả nứt ra có màu đen cháy hoặc sao đến khi quả phồng lên màu hơi nâu. Chích rượu, ngô thủ 10 kg, rượu 2 kg, ngâm ngô thủ vào rượu trong 6 đến 12 giờ, lấy ra để ráo rượu sao tới khô. Tẩm giấm, ngô thủ 10 kg, giấm 2 kg, ngâm ngô thủ vào giấm trong 6 đến 12 giờ, đổ ra để xe rồi phơi khô. Chích muối, ngô thủ 10 kg, muối ăn 200 g, nước vừa đủ phun vẩy nước muối vào ngô thủ, trộn đều, sao khô. có thể sao ngô thủ cho thơm rồi thêm nước muối, trộn đều, sao khô. trích muối xào cát. ngô thủ 10 kg, muối ăn 80 g, nước vừa đủ. đem ngô thủ xào cát cho phòng, bỏ cát lúc còn đang nóng, cho nước muối vào, trộn đều, sao khô. có thể ngâm ngô thủ vào nước cam thảo trước khi xào cát. chế gừng. ngô thủ 10 kg, gừng 10 kg, rửa sạch gừng giã, vắt lấy nước cốt thêm nước vừa đủ để ngâm ngô thù rồi vớt ra phơi khô. Trích nước hoàng liên, ngô thù 10 kg, hoàng liên 1 kg, nấu hoàng liên trong 30 phút, chất nước đủ ngâm ngô thù, đến khi ngô thù hút hết nước ngâm đem sao khô, có thể đun hoàng liên 10 phút, cho ngô thù vào đảo đều, đổ ra để ráo nước rồi sao khô, dây bỏ hoàng liên. Tính vị công năng, ngô thù có vị cay, đắng, tính nóng, hơi có độc và bốn kinh tỳ vị can thận có tác dụng ôn trung tán hàn Giáng nghịch, giải uất. Công dụng: Ngô thù được dùng chữa nôn ọe, khan, hàn thấp, ăn không tiêu, bụng đau quặn, tiêu chảy, lưng chân yếu, cảm lạnh, đau răng, miệng lưỡi lở ngứa. Ngày dùng 1 đến 3 g dưới dạng bột hoặc 4 đến 6 g dạng thuốc sắc, uống làm 3 lần, thường phối hợp với các vị thuốc khác. Kiên kỵ: Không có hàn thấp không nên dùng trong y học Trung Quốc. Ngô thù được dùng làm thuốc kháng khuẩn, hạ sốt, giảm đau, làm săn và lợi tiểu, trị bệnh dịch tả, phù, nôn, cảm lạnh. Và dùng ngoài trị bệnh già, ngô phù còn là thuốc gây trung tiện, trợ tiêu hóa, bổ dạ dày. Bài thuốc có ngô thủ. 1. Chữa nôn mửa, tiêu chảy. Ngô thủ 5g, can khương 2g, sắc uống trong ngày. 2. Chữa tiêu hóa kém. Ngô thủ mộc hương, mỗi vị 2g, hoàng liên 1g, tất cả tán bột trộn đều, chia làm 3 lần uống trong ngày. 3. Chữa viêm loát dạ dày tá tràng. A. À, ngô thủ mai mực mạch nha, mỗi vị 20g, hoàng cầm 16 g, sơn chi, đại táo, mỗi vị 12 g, hoàng liên 8 g, cam thảo 6 g, sắc uống ngày một thang. B. Ngô thủ 4 g, bạch thược 12 g, thanh bì, chi tử, bối mẫu, trạch tả, đan bì, hoàng liên, mỗi vị 8 g, trần bì 6 g, sắc uống ngày một thang. 4. Chữa tiêu chảy mạn tính, ngô thủ 8 g, phá cố chỉ 16 g, nhục đậu khấu 8 g, ngũ vị tử 6 g, tán bột mỗi ngày uống 20 g hoặc dùng thuốc sắc ngày một thang. B. Ngô thủ 4 gam, đảng sâm bạch chuột, phá cố chỉ, mỗi vị 12 gam, phụ tử chế 8 gam, can khương, cam thảo sao, nhục đậu khấu, ngũ vị tử, mỗi vị 6 gam, sắc uống ngày một thang. 5. Chữa lị cấp tính, ngô thủ hoàng liên gai, khổ luyện tử, bình lang, trần bì, mỗi vị 100 gam, tán bột làm viên, ngày uống 20 g 6. Chữa chậm kinh, ngô thủ 8 gam, đảng sâm 16 gam, ngải cứu thục địa, mỗi vị 12 gram, đương quy, xuyên khung, bạch thược, trần bì, thạch xương bổ, mỗi vị 8 gram, sắc uống. 7. Chữa đau kinh A. ngô thù, bán hạ chế, đan bì, đương quy, mạch môn, ô dược, thương chuột, mỗi vị 8 gram, tế tân, phòng phong, cảo ban, can khương, mộc hương, phục linh, cam thảo, mỗi vị 4 gram, sắc uống. B. Ngô thù, đảng sâm, mỗi vị 12 gram. Xuyên Khung, A Giao, Quế Chi, Sinh Khương, Đương Quy, Bạch Thược, Đan Bỉ, Trích Cam Thảo, Mạch Môn, Bán Hạ Chế, mỗi vị 8 Gam, sắc uống. 8. Chữa nhức răng. Ngô Thủ ngâm rượu ngậm một lúc lâu rồi nhổ đi. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng? Hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác